bạn cũng kéo một cái dòng kipai từ bên này qua bên kia. Món này rất là dễ làm và cái giá thì cực kỳ là phải chăng. Một món ăn vặt thì nó phải hội đủ những cái tiêu chí là rẻ, ngon và làm phải nhanh. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái món gồm có ba tiêu chí đó luôn. Đó chính là bánh tráng cuộn. Thì nguyên liệu gồm có bánh tráng và sốt kipai. Sốt kipai này các bạn có thể ăn với lại bánh mì sandwich cũng được, hoặc ăn với lại bánh mì lạt mình cũng được. Nguyên liệu tiếp theo, ở đây mình có xoài ha, xoài mình đã thái sợi ra như thế này. Xoài thì các bạn có thể dùng xoài keo nha, ăn nó sẽ rất là ngon. Và hai quả trứng, ruốc, khô mực xé. Cái này là khô mực xé mình mua trong siêu thị cho các bạn, nó bán sẵn một cái hộp luôn. Rau răm thì các bạn cắt nhỏ ra. Thì đây là những thứ mà các bạn có thể dễ dàng tìm mua được ở bất kỳ một cái siêu thị nào cũng đều có bán những cái sản phẩm này. Trứng thì các bạn có thể mua trứng gà ta hoặc là trứng gà công nghiệp đều được ha. Đậu phộng này thì các bạn mua về các bạn rang lên rồi các bạn bỏ cái vỏ đi, để lại cái hạt thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình luộc trứng. Luộc trứng thì các bạn bỏ trứng vào trong lúc nước nó còn lạnh nha các bạn, chứ đừng có để nước nó sôi rồi các bạn bỏ trứng vào thì luộc trứng nó rất là dễ bị nứt. Thì đầu tiên mình sẽ tha một ít nước lên miếng bánh tráng này để cho nó mềm, cuốn nó không có bị gãy. Các bạn tha đều hai mặt ha. À, mình sẽ đôi miếng bánh tráng này ra để mình cuộn mẫu trước một cái miếng. Mình sẽ cho lên đây là một ít xoài. Tiếp theo là một ít đậu phộng. Một ít khô mực xé. Một ít rau răm. Và một lát trứng. Cái sốt này thì các bạn cho nó ít thôi. Đây, trải dài nó ra như thế này. Đó, vậy là hoàn tất một cái cuộn. Trong này gồm có xoài, trứng, khô mực, đậu phộng, rau răm, vân vân. À, bây giờ các bạn chỉ việc là cuộn nó lại. Các bạn cuộn từ từ ha. Rồi sau khi cuộn thì vậy là hoàn tất một cái cuộn bánh tráng, một cái bánh tráng cuộn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ làm một cái miếng bánh tráng to luôn cho các bạn xem. Cũng thoa đều nước ở hai mặt, vừa cái lượng nước vừa đủ thôi cho bánh tráng nó mềm thôi. Chứ các bạn đừng có thoa nhiều nước quá, bánh tráng mình nó bị bủng nha các bạn. Rồi ok. Mình cũng sẽ cho vào đây một ít xoài, một ít ruốc. À, cái cuốn hồi nãy là mình quên bỏ ruốc rồi. Các bạn cho vào một ít ruốc ha. Rồi khô mực xé. Nếu như bạn nào không có khô mực thì các bạn có thể thay bằng khô bò cũng được nha. Rồi hai lát trứng. Tiếp theo đó là đậu phộng. Và rau răm. Rồi, vậy là xong. Và bây giờ mình sẽ cho cái nước sốt kipai này lên. Các bạn cũng kéo một cái dòng kipai từ bên này qua bên kia. Món này rất là dễ làm và cái giá thì cực kỳ là phải chăng. Rồi, vậy là xong. Bây giờ chỉ việc là cuộn lại.
Không, rất là đơn giản. Các bạn có thể làm khoảng chừng 5 đến 7 cái cuộn bánh tráng như thế này và bỏ nó vào trong một cái hộp hay là một cái cà mên gì đó để đem theo đi làm. Mình có thể ăn vào những cái giờ giải lao hoặc là đem buổi trưa, ăn trưa cũng được. Để mình cắt ra làm đôi cho các bạn xem bên trong nha. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn. Màu sắc, màu của đậu phộng, màu của xoài, của ruốc, của khô mực, của rau, nhìn rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ ăn thử để cho các bạn biết là cái này ăn nó có mùi vị như thế nào nha. Mặn mặn, béo béo, ngọt ngọt, ngon lắm. Rất thích hợp là một món ăn vặt, vừa dễ làm, vừa nhanh mà lại rẻ nữa. Các bạn có thể làm thử và cho mình biết cảm nhận của các bạn về món ăn này nha.